Vâng, em xin chào các bác. Đấy, hôm nay em có một bộ dàn đề nông M39 hàng đấu mạng đẹp xuất sắc. Đấy, cho các bác nào muốn sưu tầm mà hàng đẹp long lanh cảnh đào nhá. Đây, hàng về là full khiển zin theo dàn luôn. Đấy. Đấy, hàng đẹp cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Đẹp từ các A căng đẹp đi. Đấy, các bác nhìn này, A căng này. Đấy. A căng loa này. A căng loa này. Đấy, đẹp tuyệt vời luôn nhá. Đấy. Máy móc này. Cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Em quay rất là chi tiết và gần cho các bác để các bác xem từng chi tiết một loa cũng như là cục nhá. Ta tự đánh giá xem. Còn em thì em khẳng định luôn các bác đây là một con hàng cực kỳ đẹp. Dòng này nghe nhạc thì quá tuyệt vời luôn. Denon RCD M39 này hỗ trợ đầy đủ các cái đường vào cho điện thoại máy tính và đường quang nhá. Đường quang TV đủ hết cả. Đẹp cho các bác, rất đẹp nha. RCD M39 nha. RCD M39 này, loa M39 này, SC M39 này, có thấy không? Đấy nha, đồng bộ với nhau nha. Đấy, thì với cái khiển zin này nha, các bác có thể là chỉnh được tất cả các chức năng của máy nha, từ chỉnh to nhỏ này, chỉnh bát tép này, ấn tông này. Đấy, và ấn ở nút này nhá, sang trái là sang phải là để chọn các chế độ bên phải này, sang trái là chọn bên trái này. Đấy. Đấy, SDB là chế độ chỉnh nhiều bát ít bát nhá. Đấy, thì bác nào thích nghe nhiều bát thì để SDB on, bác nào thích nghe ít bát thì để off nhá. Tiếp ấn tông lần nữa này, sang bát này ấn nút sang phải để tăng này, ấn nút sang trái để giảm này, ấn lần nữa sang chét này, tương tự này, sang phải để tăng và sang trái để giảm cái tép đi này. Đấy, chỉnh xong rồi enter để kết thúc quá trình chỉnh bát tép nhá. Đấy, và trên đây là có các cái đây, các cái đường vào cho digital in, knock in này, iPod USB này, tuner này, để dò đài này. Đấy nhá. Đấy. Đầy đủ hết. Dưới này sẽ là hệ thống để chọn bài hát, chọn bài cho CD và USB nhá. Đấy. Đấy. M39 thì là FM90 nhá. Đấy. Đấy, được chưa? Đấy thì bây con này thì nó sẽ chạy full chức năng nhá. Em sẽ thử cho các bác từng chức năng một. Này, đầu tiên là chức năng đọc đĩa nhá. Trong này có cái đĩa đây em đã để sẵn đây rồi. Đấy, em sẽ mở cho các bác nghe một đoạn. Đấy. Imagine a land of love. Này, đĩa vẫn chạy bình thường, có thấy không ạ? Về các bác nào muốn dùng bền nhá thì là nên dùng các cái đĩa xịn nhá, đừng dùng các cái đĩa mốc đĩa hỏng. Đấy. Nhiều các cái đĩa mốc đĩa hỏng các bác cho ở đây thì nó không đọc được chứ rất là bình thường nhá, bởi vì là mắt của Nhật là nó có những cái quy chuẩn riêng của nó. Còn mình dùng những cái đĩa nó cũ quá, nó mốc quá thì nó không đúng quy chuẩn, nó sẽ không đọc thì bình thường nhá. Nên các bác là dùng đúng cho em nhá. Ok nha, đấy là đĩa này. Đấy. Nha. Tiếp theo là phần đường điện thoại máy tính nha, các bạn ấn analog in ở trên đây nha, chuyển sang là analog in này. Đấy, đây là được nha. Cắm dây là đường analog in. Đấy. Còn muốn cắm đường quang nha, đây, cắm dây quang vào đây. Này. Cắm dây quang vào đây. Và đường digital in sau đó là mình chuyển cổng sang đường quang nhá để nghe nhạc. Thì đây là đường kết nối với điện thoại máy tính này, cổng quang này, đấy cổng quang ở trên điều khiển là digital nhá.
Đấy. Đấy. Đấy, như vậy đừng quăng chạy này. Ta không đến, ta nhớ mà ta không tìm, mong cho tình kia mãi mãi đẹp như một ánh sao đêm. Thư xanh ngày xưa em viết, thư vẫn còn chưa phai màu. Xin cho người tôi yêu mến năm tháng hành phúc bên chờ. Còn về đường quân B nhá, để xin quân B là. Dù đời nhiều đây nhá. Cái USB thì hiện tại là không biết là em thợ hôm trước nó thử nó để đâu mất rồi, em bây giờ em chưa tìm được USB. Nhưng mà thường thì cái chức năng USB này thì là chưa con nào nó bị lỗi đâu. Đấy, gọi là test thêm cho các bác hoàn thành thủ tục thôi, còn đâu thực tế là cái USB là rất ít khi hỏng nhá. Đấy, về thì các bác có thể là tự test giúp em nhá. Đấy. Thì bộ dàn Denon RCDM39 này thì giá của nó là 6.900.000 nhá. Đấy, 6.900.000 là đã bao gồm khiển. Zin của nó rồi, hàng đẹp xuất sắc đấu mạng luôn nhá. Thị trường bây giờ nó toàn 7 triệu rưỡi 8 triệu bộ này đấy, nhưng mà tụi em bán 6.900.000 thôi nhá. Thì bác nào đang có nhu cầu mua thì liên hệ cho bên em nhá. Em xin chào các bác và xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em nhá. Vâng.